Kính chào các thầy cô trong chủ tịch đoàn, kính chào các quý vị thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Em xin trao đổi cái nội dung thứ nhất liên quan đến vấn đề khởi trị LABA/LAMA với bệnh nhân COPD, mà đặc biệt cái nhóm mà nguy cơ đợt cấp cao thì chúng ta có nên hay không nên và thời điểm nào thì chúng ta sẽ khởi trị. Thế thì đối với gánh nặng bệnh tật của COPD chúng ta thấy rằng là rất lớn. Trên thế giới thì chúng ta thấy có khoảng độ 384 triệu ca trong toàn cầu, và vấn đề tử vong hàng năm ấy là con số rất lớn, và bây giờ nó đứng hàng thứ 3 trong số các cái căn nguyên gây tử vong. Về các cái nguy cơ đợt kịch phát và tỷ lệ tử vong thì người ta thấy rằng là những trường hợp mà đã có đợt cấp ấy, thì khoảng 50%, tức là một nửa số bệnh nhân COPD tử vong trong vòng 4 năm sau cái đợt cấp đầu tiên. Đây thực sự là cái con số đáng báo động, và nếu như bệnh nhân chúng ta bị đợt cấp đấy thì chúng ta thấy rằng là trong vòng 4 năm tới thì có thể người ta sẽ không còn nữa, tức là người ta sẽ tử vong trong cái khoảng thời gian đó. Về gánh nặng bệnh tật của COPD ở Việt Nam là rất lớn, trong cái phần báo cáo sáng nay thì nó đề cập, tức là tỷ lệ ước tính chung các cái model giống như các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương ấy, thì ước tính ở Việt Nam khoảng 9,4%, nhưng nó vẫn có thể là phần nổi của tảng băng chìm, tức là cái con số thực nó có thể nó còn cao hơn như vậy nữa. Về đợt cấp ấy, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà có đợt cấp nhiều ấy, ở Việt Nam ấy, thì khoảng trên 2 đợt cấp một năm ấy, thì cũng chiếm cái tỷ lệ rất là lớn. Và thường bệnh nhân sau đợt cấp ấy, thì người ta thường lấy cái hình ảnh tức là kiệt quệ sau đợt cấp, kiệt quệ về tinh thần, kiệt quệ về sức khỏe, và trong đó có cả cái yếu tố về tài chính, về kinh tế. Thế thì cho đến nay thì COPD vẫn chưa có cái biện pháp nào để điều trị khỏi được. Và chứng tỏ rằng là nếu như có thầy thuốc nào, có ông lang bà mế nào mà nói là có thể điều trị khỏi hoàn toàn COPD, đó là không chính xác. Hoặc là gì ạ, điều trị tiệt căn, điều trị tận gốc, điều trị nọ, điều trị kia mà gọi điều trị khỏi được thì tức là không đúng. Nhưng chúng ta vẫn có thể là giúp cho bệnh nhân COPD có một cuộc sống hoàn toàn là như người bình thường, và có những cái công việc, có những hoạt động gần như là bình thường. Trong cái điều trị thì chúng ta cần nhớ đó là phải giảm được các cái triệu chứng cho bệnh nhân, trong đó có cải thiện cái khả năng vận động này, cải thiện tình trạng sức khỏe chung, và giảm các nguy cơ tương lai, đó là ngăn ngừa cái tiến triển bệnh nặng thêm theo thời gian, ngăn ngừa và điều trị các cái đợt cấp cho bệnh nhân, và qua đó chúng ta làm giảm các cái tỷ lệ tử vong. Vấn đề cái cơ sở nào để mà chúng ta có thể khởi trị cái LABA/LAMA, thì khi mà tìm các cái tài liệu tổng quan y văn thế giới đấy, thì cái giãn phế quản kép khi nào chúng ta khởi đầu, tại sao chúng ta lại dùng cái giãn phế quản kép, và chúng ta dùng phối hợp như thế nào, thì đó là những câu hỏi mà đã được trong cái tổng quan review các chuyên gia thì đưa ra cái đề cập. Vậy thì tại sao chúng ta phối hợp thì nó có cái cơ sở. Chúng ta biết rằng là giãn phế quản tác dụng kéo dài là nền tảng trong điều trị COPD. Chúng ta có cường beta 2, chúng ta có kháng cholinergic, và mỗi một cái nhóm ấy thì nó sẽ có ưu thế tác động ở những cái vị trí phế quản khác nhau. LABA thì người ta thấy là hiệu quả tốt hơn ở trên các cái đường thở xa. Còn lại thì LAMA, tức là kháng cholinergic, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hiệu quả hơn, nó liên quan đến receptor ở các cái đường thở ở trung tâm. Và khi chúng ta dùng phối hợp thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái hiệu quả hiệp đồng trên giãn phế quản, nó giúp cải thiện chức năng phổi, giảm cái triệu chứng khó thở, giảm cái tình trạng căng phồng phổi, cải thiện cái khả năng dung nạp về gắng sức của bệnh nhân, cải thiện cái triệu chứng của bệnh nhân, và thông qua đó thì chúng ta sẽ thấy mang lại rất rất nhiều lợi điểm và sẽ đạt được cái mục tiêu điều trị giống như khuyến cáo của Gold. Và với các cái vị trí tác động khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Việc dùng hai cái chất này nó sẽ mang lại cái hiệu quả hiệp đồng, chứ nó không tranh chấp cái tác dụng của nhau. Khi nào thì chúng ta sẽ khởi trị LABA/LAMA, và cái việc khởi trị này có nên hay là không nên trong thời hành lâm sàng? Thì quay trở lại khuyến cáo của Gold năm 2021, mặc dù là chúng ta vẫn đang trong 20, nhưng mà chúng ta thấy là gì ạ? Gold đã đưa ra khuyến cáo cập nhật, và nó không khác gì so với 2020. Chúng ta biết rằng là gì ạ? Việc chúng ta cần phải chia nhóm ABCD để giúp cho chúng ta, đây được gọi là khởi đầu điều trị. Khác với những cái khuyến cáo trước đây, đặc biệt là những cái khuyến cáo giai đoạn đầu đấy, thì chúng ta nhớ là gì ạ?
dường như là cứ đóng đinh cái chẩn đoán và đóng đinh cái mức độ điều trị, đóng đinh cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Nhưng càng về sau thì người ta thấy rằng là gì ạ? Cần phải cá thể hóa điều trị. Ví dụ như đây gôn nhóm A là nhóm nhẹ nhất thì chúng ta có thể khởi đầu bằng một thuốc giãn phế quản. Và thuốc giãn phế quản này có thể dùng tác dụng ngắn, tức là gì ạ? Saba hoặc Sama. Hoặc nếu như mà dùng một thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn mà không hiệu quả thì chúng ta sẽ phối hợp cả Saba Sama. Và nếu cả hai thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn mà không có hiệu quả thì lúc này chúng ta sẽ nâng bậc lên, chúng ta sẽ dùng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, chúng ta dùng Laba hoặc Lama. Với gôn nhóm B thì chúng ta sẽ thấy là gì, khởi đầu bằng Laba hoặc Lama. Vì đặc điểm của nhóm B là gì ạ, là không có nhiều đợt cấp và chỉ ưu tiên với việc giải quyết triệu chứng, cho nên chúng ta thấy là gì, khởi đầu bằng Laba hay Lama đều được. Thế còn đối với nhóm C và nhóm D, chúng ta nhớ rằng là nhóm C là nhóm mà ít triệu chứng nhưng nhiều đợt cấp. Và vì qua hai nghiên cứu đối đầu giữa Laba và Lama thì người ta thấy rằng là Lama có khả năng giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp tốt hơn so với Laba. Cho nên khuyến cáo lựa chọn ban đầu ở đây là chúng ta sẽ dùng Lama cho bệnh nhân. Đối với nhóm D là nhóm nặng nhất thì chúng ta thấy là vừa nhiều triệu chứng và vừa nhiều đợt cấp thì chúng ta sẽ khởi đầu như thế nào? Nếu quý vị mà khởi đầu một cách rất là thận trọng thì chúng ta có thể khởi đầu bằng Lama đơn trị liệu. Nhưng cũng xin các đồng nghiệp hết sức lưu ý, quan điểm các chuyên gia sẽ cho thấy rằng là gì ạ? Khởi đầu bằng Lama đơn trị liệu đối với nhóm D dường như là không đủ mạnh, cứ dường như là không đạt được yêu cầu và chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ có những cái nguy cơ. Thế còn nếu như bệnh nhân là có cơ địa ACO hoặc bạch cầu ái toan cao trên 300 thì chúng ta có thể khởi đầu bằng cái ICET Laba. Còn lại cái lựa chọn ưu tiên ở đây trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng Laba Lama là giãn phế quản kép để đạt được hai cái mục tiêu và đạt được cái kiểm soát cái mức độ nặng của bệnh nhân nhóm D, tức là gì ạ? Vừa nhiều triệu chứng, chúng ta dùng hai giãn phế quản kép nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đạt được cái kiểm soát triệu chứng tốt. Và nhiều đợt cấp thì việc mà chúng ta dùng thuốc giãn phế quản dạng phối hợp kép thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp cho bệnh nhân. Và với cái nhóm C và nhóm D ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Không đủ mạnh đối với cái Lama đơn trị liệu. Tại sao lại như vậy? Về khía cạnh mà cải thiện chức năng phổi thì các thầy cô lưu ý là trong cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống như thế này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? So sánh giữa việc chúng ta dùng Laba Lama dạng kết hợp với lại Lama đơn trị liệu thì chúng ta thấy hầu như tất cả các nghiên cứu đều cho thấy nghiêng hẳn về phía cái nhóm mà được dùng, những cái phân nhóm được dùng cái Laba Lama dạng hỗn hợp. Và điều đặc biệt quan trọng thì chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta dùng phác đồ giãn phế quản kép Laba Lama đấy, dạng phối hợp đấy, thì chúng ta sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện được 100ml FEV1. Và với cái số lượng bệnh nhân chúng ta thấy chỉ cần điều trị 8 bệnh nhân chúng ta sẽ đạt được một trường hợp là cải thiện được cái FEV1 là 100ml. Thứ hai nữa là về khía cạnh đợt cấp thì chúng ta thấy gôn nhóm C và nhóm D là phân nhóm mà nhiều đợt cấp. Vậy thì chúng ta thấy so với Lama đơn trị liệu thì Laba Lama nó có hiệu quả hơn về cái giảm tần suất xuất hiện đợt cấp hay không? Thì các thầy cô biết rằng là với cái Laba Lama mà so với Lama đơn trị liệu trong nghiên cứu này chúng ta thấy là gì ạ? Dùng indacaterone và glucopirum thì cái tần suất xuất hiện đợt cấp là nó giảm hơn so với lại chỉ dùng cái Lama là glucopirum đơn thuần. Và tương tự như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái sự khác biệt này là có nghĩa thống kê. Cái điều rất quan trọng đó là chúng ta cũng cần phải biết rằng là bệnh nhân của chúng ta có đạt được hiệu quả điều trị hay không, bởi vì đối với bệnh nhân COPD thì có xu hướng là tự giới hạn các hoạt động thể lực để làm sao thích nghi với tình trạng khó thở, hoặc là người ta rất dễ dàng thỏa hiệp và bằng lòng với những cái cải thiện triệu chứng, người ta cho rằng như thế là đủ nhưng thực tế là không đủ. Vậy thì chúng ta biết rằng là bệnh nhân của chúng ta nếu như có nguy cơ dẫn đến các biến cố xấu về mặt lâm sàng quan trọng. Ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Chỉ cần bệnh nhân chúng ta có một trong ba yếu tố là chúng ta đã xếp vào cái nhóm có nguy cơ xuất hiện các cái biến cố lâm sàng quan trọng. Thứ nhất đó là gì ạ? Bệnh nhân đang điều trị mà có cái đợt cấp, đó chắc chắn đấy là một trong những biến cố diễn biến xấu về mặt lâm sàng. Thứ hai đó là gì ạ? Chúng ta điều trị cho bệnh nhân, chúng ta đo lại chức năng hô hấp mà thấy giảm trên 100ml so với lại cái baseline trước điều trị thì coi đấy là cái không đáp ứng với điều trị và xuất hiện các biến cố bất thường về mặt lâm sàng.
Và cái điểm thứ ba nữa là bệnh nhân có suy giảm cái chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe và tăng 4 đơn vị so với mức nền trong cái điểm St. George. Ở đây thì điểm St. George thì rất là nhiều các cái tiêu chí, và về mặt lâm sàng là chúng ta rất khó để có thể là áp dụng được trong thực hành lâm sàng, thường chỉ dùng trong nghiên cứu. Và vì vậy cái việc suy giảm chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe này chúng ta có thể đánh giá qua thang điểm CAS, thông qua thang điểm MMRC, thông qua triệu chứng khó thở của bệnh nhân. Và nếu như thấy cái diễn biến triệu chứng khó thở của bệnh nhân không những không giảm mà lại còn có xu hướng tăng thì đấy là cái nguy cơ xuất hiện các cái biến cố xấu về mặt lâm sàng. Và nếu như chúng ta thấy, nếu chúng ta sử dụng LABA/LAMA so với lại chỉ dùng cái LAMA đơn trị liệu thì nó có giúp giảm được các cái nguy cơ xuất hiện các biến cố xấu về mặt lâm sàng hay không, thì trong nghiên cứu này chúng ta thấy người ta so sánh với một LABA/LAMA đó là UMAC-VI với lại cái LAMA đơn thuần đó là tiotropium, thì chúng ta thấy rằng là gì ạ, so với cái nhóm mà được dùng LABA/LAMA thì cái nguy cơ xuất hiện các biến cố xấu về mặt lâm sàng có thấp hơn so với lại cái nhóm mà chỉ dùng cái LAMA đơn trị liệu, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Cái nguy cơ đợt cấp và cái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến chức năng phổi của bệnh nhân, các thầy cô biết rằng là gì ạ, sau đợt cấp bệnh nhân có khi đến 3 tháng sau mà cái triệu chứng của bệnh nhân chưa cải thiện, sức khỏe nền của bệnh nhân chưa về bình thường, chức năng phổi của bệnh nhân cũng chưa cải thiện về bình thường. Và vì vậy đây là cái điều hết sức quan trọng, và chúng ta thấy là gì ạ, cần phải làm sao nhanh chóng, và cái điều rất quan trọng đó là chúng ta giữ cho bệnh nhân không vào đợt cấp. Vậy thì trong cái lựa chọn liều điều trị, phác đồ điều trị nối tiếp ấy, thì chúng ta làm như thế nào để cá thể hóa được? Thì mỗi một lần chúng ta khám lại bệnh nhân đợt cấp, bệnh nhân COPD chúng ta đấy, chúng ta cần phải đánh giá xem là bệnh nhân còn triệu chứng nào, hết triệu chứng nào cải thiện, xuất hiện thêm triệu chứng nào, xuất hiện thêm tác dụng phụ nào để chúng ta quyết định phác đồ điều trị. Và nếu như bệnh nhân của chúng ta mà cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân còn nhiều thì chúng ta thấy đang dùng phác đồ đơn trị liệu là LABA hoặc LAMA thì chúng ta sẽ nâng bậc lên luôn, là chúng ta dùng dãn phế quản kép LABA/LAMA luôn cho bệnh nhân. Hoặc nếu như bệnh nhân của chúng ta đang dùng cái phác đồ LABA ICS mà vẫn xuất hiện triệu chứng khó thở thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ nâng bậc lên LABA/LAMA ICS, tức là lên liệu pháp bộ 3 cho bệnh nhân. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân đang dùng LABA ICS nhưng mà chúng ta thấy có xuất hiện biến cố viêm phổi, hoặc là chúng ta xem lại cái chỉ định ban đầu của liệu pháp LABA ICS mà không phù hợp, tức là gì ạ, bạch cầu ái toan không cao, không có kiểu hình ACO, thì lúc này chúng ta cũng chuyển sang LABA/LAMA cho bệnh nhân, đúng không? Thế còn nếu trong trường hợp mà LABA/LAMA rồi mà chúng ta thấy vẫn còn cái triệu chứng khó thở, lúc này thì Gold khuyến cáo chúng ta cần phải kiểm tra xem là các cái dụng cụ hít của bệnh nhân có phù hợp hay không, các cái kỹ thuật của bệnh nhân có đảm yêu cầu hay không, và cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân như thế nào. Có khi chúng ta kê rất nhiều thuốc, chúng ta tưởng bệnh nhân dùng nhưng bệnh nhân không dùng thuốc nào cả, đúng không? Thì hết sức là nguy hiểm. Vấn đề tiếp theo là vấn đề đợt cấp chẳng hạn. Thế thì nếu như chúng ta, bệnh nhân của chúng ta mà đang dùng thuốc giãn phế quản, ví dụ đang dùng LAMA mà vẫn có đợt cấp thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ xem lại, nếu như bệnh nhân mà thuộc kiểu hình là ACO hoặc là bạch cầu ái toan trên 300, chúng ta có thể là chuyển từ cái LABA hoặc LAMA sang LABA ICS. Còn lại nếu không thì chúng ta tất cả trường hợp khác chúng ta sẽ dùng chuyển sang LABA/LAMA cho bệnh nhân. Và qua các nghiên cứu chúng ta thấy rằng là một cái yếu tố nữa đó là phối hợp LABA/LAMA so với lại LABA đơn trị hoặc là LAMA đơn trị thì chúng ta thấy rằng là đều cải thiện cái chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe, cũng như là cái thang điểm khó thở là tốt hơn. Và cái tỷ lệ đợt cấp là giảm nhiều hơn, đúng không? Và cũng như là so với lại các cái liệu pháp bộ đôi khác là LABA ICS. Và các nghiên cứu phân tích gộp và tổng quan hệ thống trên Cochrane Review đều cho thấy rằng là LABA/LAMA ở đây chúng ta thấy là ít đợt cấp hơn, cải thiện cái chức năng phổi tốt hơn, tức là thông qua FEV1, và ít có cái nguy cơ viêm phổi hơn, cũng như là cải thiện cái chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe tốt hơn so với lại cái phác đồ ở đây chúng ta thấy là gì ạ? LABA ICS, đúng không? Và ở bệnh nhân COPD. Thế còn trong các cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống khác so với lại các liệu pháp mà chúng ta đang dùng hiện nay, chúng ta so với LAMA hoặc là LABA ICS thì có 3 cái điểm ở đây chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là cái phác đồ LABA/LAMA này hiệu quả tốt hơn và an toàn so với phác đồ LABA ICS.
Phác đồ giảng phối hợp Lama Lama hiệu quả tốt hơn và an toàn hơn so với phác đồ Lama đơn trị liệu, an toàn tương tự như Lama đơn trị liệu. Và cái phác đồ này được xem là lựa chọn đầu tay trong cái điều trị ở bệnh nhân COPD. Tổng hợp lại các nghiên cứu thì người ta thấy rằng là so với lại Lama hoặc Lama đơn trị thì cái phác đồ giãn phế quản kép Lama Lama nó cải thiện FM1 tốt hơn, rõ rệt, cải thiện triệu chứng khó thở nhiều hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm đợt cấp và cải thiện khả năng gắng sức là tốt hơn so với lại từng thành phần riêng rẽ. Thế còn so với một cái bộ đôi khác nhưng mà đó là ICS Lama thì chúng ta thấy là gì ạ? Lama Lama cải thiện FM1 tốt hơn, cải thiện triệu chứng khó thở hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện đợt cấp tốt hơn so với Lama ICS. Và riêng với cái gắng sức thì chưa có nghiên cứu, chưa có bằng chứng nghiên cứu. Một cái yếu tố nữa chúng ta cần quan tâm đến đối với các đặc điểm bệnh nhân COPD người châu Á thì chúng ta thấy rằng là ở châu Á thì chúng ta thấy có cái nguy cơ về nhiễm lao, nhiễm NTM, cái BMI thấp, rồi giãn phế quản, rất nhiều các cái yếu tố khác. Nó là cái yếu tố nguy cơ mà nếu chúng ta dùng ICS không đúng theo chỉ định thì cái nguy cơ xuất hiện các cái nhiễm trùng là rất là cao. Và khuyến cáo GOLD 2021 thì chúng ta thấy rằng là chỉ những trường hợp bệnh nhân mà nhiều đợt cấp này, trên 2 đợt cấp trung bình 1 năm, bạch cầu toan trên 300, tiền sử hen thì chúng ta mới có chỉ định là chúng ta dùng cái ICS. Và chúng tôi rất thích cái khuyến cáo mà của Tây Ban Nha khi mà tiếp cận trên lâm sàng. Ở đây thì chúng ta thấy trong cái chẩn đoán chúng ta cần phân tầng. Và nếu như bệnh nhân thì chúng ta chỉ cần một trong 3 yếu tố sau đây được coi là nguy cơ cao. Thứ nhất là FM1 dưới 50%. Thứ hai nữa là khó thở nhiều, MMRC trên 2. Và thứ ba nữa là chúng ta đợt cấp trên 2 đợt cấp 1 năm hoặc là trên 1 đợt cấp mức độ nặng. Nếu như bệnh nhân chỉ cần có một trong 3 yếu tố đó được xếp vào yếu tố nhóm nguy cơ cao và chúng ta sẽ thấy là phân bố các kiểu hình lâm sàng. Và gì ạ? Chỉ có kiểu hình hen và trồng lớp COPD mới có chỉ định dùng Lama ICS. Còn lại tất cả các kiểu hình khác thì chúng ta thấy là sẽ khởi đầu bằng Lama Lama luôn cho bệnh nhân. Đúng không? Thế còn nếu như Lama Lama xong rồi mà bệnh nhân vẫn không kiểm soát được khó thở, không kiểm soát được cái đợt cấp thì chúng ta mới có các cái add-on, các cái điều trị thêm, bổ sung thêm vào. Thế còn nếu như bệnh nhân của chúng ta, tức là gì ạ? COPD giai đoạn nhẹ, FM1 trên 50%, triệu chứng khó thở ít và không có nguy cơ đợt cấp thì chúng ta khởi đầu bằng cái Lama đơn trị. Và nếu như Lama đơn trị mà không kiểm soát được các triệu chứng khó thở và đợt cấp, chúng ta sẽ nâng bậc lên Lama Lama. Thì đó là cái tiếp cận mang tính rất là thực hành trên lâm sàng. Vấn đề khởi trị thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta thời điểm nào là chúng ta sẽ khởi trị? Thì thông thường chúng ta thấy sau khi được chẩn đoán xong, chúng ta cần phải chẩn đoán sớm, đúng không? Và chúng ta phải can thiệp điều trị sớm để ngăn chặn cái suy giảm chức năng phổi và tránh xuất hiện các cái biến cố lâm sàng nguy hiểm. Ở đây nếu chúng ta theo dõi mà thấy chức năng phổi của bệnh nhân sụt giảm trên 100ml so với mức nền, đấy là một trong biến cố nguy hiểm. Thứ hai nữa là thấy xuất hiện đợt cấp đầu tiên, đang điều trị này và xuất hiện đợt cấp đầu tiên, hoặc là thấy bắt đầu có cái tình trạng là khó thở, không kiểm soát được triệu chứng, thì tất cả những yếu tố này chúng ta thấy cần phải lưu ý và coi là cái biến cố bất lợi về lâm sàng quan trọng. Và chúng ta điều trị để làm sao mà có thể kiểm soát được cái tình trạng này. Điều trị sớm thì sáng nay thì cũng đã đề cập rồi, chúng ta có thể khởi đầu điều trị sớm cho bệnh nhân ngay từ GOLD giai đoạn 1. Và nghiên cứu này người ta dùng một cái Lama điều trị GOLD từ giai đoạn 1 cho bệnh nhân, giai đoạn 2 cho bệnh nhân. Và kết quả chúng ta thấy là cải thiện cái FM1 rất là tốt so với lại cái placebo. Và chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái mức độ cải thiện tùy theo cái thời điểm mà chúng ta dùng các thuốc giãn phế quản. Chúng ta thấy là gì ạ? Từ 71 cho đến 133ml so với lại placebo. Và cái điều quan trọng nữa đó là gì ạ? Nó ngăn chặn được cái tốc độ sụt giảm của FM1 theo thời gian. Và với cái việc chúng ta dùng Lama sớm ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó sẽ bảo tồn được chức năng phổi cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là giảm được cái tần suất xuất hiện đợt cấp có nghĩa thống kê so với lại placebo. Và xin nhớ đây là gì ạ? Giai đoạn sớm, đúng không? Chúng ta có thể dùng Lama Lama ngay từ giai đoạn sớm được hay không? Thì trong nghiên cứu này người ta dùng đối với GOLD 2 ở những cái nhóm mà mới được chẩn đoán chưa được dùng thuốc giãn phế quản bao giờ, thì cái việc mà dùng Lama Lama, tức là gì ạ? Cái cột màu xanh lá cây này, nó sẽ giúp cải thiện cái FM1 đáy là tốt hơn so với lại chỉ dùng cái Lama đơn trị liệu và cái màu xanh nước biển. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Hoàn toàn có thể dùng sớm được. Và cái mức độ cải thiện ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Gấp 2,1 lần so với lại dùng cái Lama đơn thuần.
Cái lo lắng lớn nhất của các thầy thuốc lâm sàng cũng như với bệnh nhân, một là nó có nhiều các tác dụng không mong muốn hay không. Thì nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? So sánh giữa cái nhóm mà Labalama với lại cái Lama đơn thuần ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Không khác biệt về bất cứ cái biến cố bất lợi nào, cũng như là những cái biến cố bất lợi nghiêm trọng, cũng như là các cái biến cố có liên quan tim mạch, tử vong do tim mạch, hoặc là phải ngưng nghiên cứu do các tác dụng không mong muốn, thì không khác biệt giữa Labalama và Lama đơn thuần. Và một cái lo lắng nữa mà cũng không đưa vào đây vì nó hơi vô duyên, đó là vấn đề liên quan chi phí điều trị, đúng không? Khi mà chúng ta dùng Labalama luôn cho bệnh nhân từ sớm ấy, thì nó có thể đội lên chi phí điều trị. Nhưng nếu chúng ta có Labalama mà cái giá thành nó tương tự như một cái Lama thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta khởi đầu điều trị bằng Labalama luôn cho bệnh nhân được. Em xin có 3 cái điểm kết luận sau đây. Thứ nhất là gánh nặng bệnh tật của đợt cấp CBD thực sự là rất là nghiêm trọng, và cái mục tiêu điều trị của Gold cũng nhấn mạnh chúng ta cần đạt được cả giảm triệu chứng và giảm nguy cơ tương lai, giảm nguy cơ đợt cấp và tránh cái tử vong. Phác đồ Labalama thì hiệu quả làm giảm đợt cấp, cải thiện triệu chứng, cải thiện cái chức năng phổi, khả năng gắng sức tốt hơn so với lại cái phác đồ Lama ICS và Lama đơn trị liệu. Và chúng ta điều trị sớm Labalama thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho bệnh nhân, cho gia đình bệnh nhân và cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và quý vị đã chú ý lắng nghe.